Chị là bad girl ạ. Đúng, mình là bad girl. Xin chào, Minh Ngọc đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tự lột trần chính bản thân mình. Không phải lột trần như các bạn nghĩ đâu. Hôm nay thì mình sẽ đọc tất cả những định kiến của mọi người dành cho mình ở trên Instagram. Mình đã đặt cho mọi người một cái ask như thế này và mình thấy mọi người có vẻ rất là xôm cho cái chủ đề này. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp tất cả những cái định kiến đấy nhá. Khoan đã, như mọi người thấy trên mặt mình có thiếu cái gì không? Mọi người nghĩ đúng rồi đấy. Hiện tại cái make up trên mặt của mình nó vẫn chưa có son môi, chưa có eyeliner và chưa có kẻ lông mày. Thế nên đồng hành của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Color Key. Thì ở đây là mình đang có trong tay son, eyeliner và cũng như là kẻ lông mày từ Color Key. Để cho cái phần test sản phẩm thêm phần thú vị thì cứ mỗi sản phẩm mình sẽ trả lời một định kiến của mọi người về mình. Ok, thì để bắt đầu chắc là mình sẽ hoàn thành cái phần kẻ mắt trước. Ngày hôm nay thì mình có một vài cái bút kẻ mắt đến từ Color Key và nó có rất là nhiều màu luôn ý. Và thường mình thấy những cái eyeliner mà nó có những cái màu xanh, màu đỏ như này ý, thì cái phần mực nó sẽ không ra được đều. Thế nhưng mà với cái cây Color Key này thì mình cảm thấy là mực nó ra rất là đậm, rất là nét luôn ý. Thì chắc là với cái phần màu mắt ngày hôm nay thì mình sẽ chọn cây kẻ mắt màu cam này. Trông rất là hay luôn ý, mình chưa bao giờ thử kẻ mắt màu cam cả. Định kiến đầu tiên, Minh Ngọc trên YouTube và TikTok là hai người khác nhau. Mình thấy là cái này mọi người dễ bị nghĩ thế cũng đúng. Bởi vì với một cái dạng video format ngắn như TikTok ấy, mình nghĩ là mình phải thể hiện nó tưng tửng hơn, nó over hơn một chút. Thì kiểu trong 60 giây đấy mình mới có thể truyền được cái năng lượng vui vẻ đến mọi người ấy. Chứ không như kiểu ở YouTube mà mình có một cái thời gian rất là dài để có thể nói chuyện với mọi người như này. Cái phần YouTube ấy nó cho phép mình thể hiện được cái phần sâu lắng của mình hơn. Còn TikTok thì mình nghĩ là nó có lẽ vì nó hơi ngắn, thế nên là nó hơi khó để mình thể hiện được cái cảm xúc đấy ra. Dù sao cái mục đích cuối cùng của mình vẫn là muốn mọi người có thời gian vui vẻ để xem video của mình ấy. Nên là có thể mọi người sẽ cảm thấy là trên TikTok mình hơi vui vẻ hơn và mình hơi cười cười nói hơn một chút so với YouTube. Nhưng mà mình vẫn là mình thôi, mình vẫn là Minh Ngọc cơ bản thôi mà. Minh Ngọc trên TikTok và YouTube thì có thể khác nhau, nhưng mà chắc chắn kẻ mắt thì không thể để mắt trái và mắt phải khác nhau được rồi. Nói một chút về cây kẻ mắt này thì mình thực sự khá là bất ngờ. Ban đầu khi đặt bút thì mình nghĩ là với những cái dạng eyeliner màu thế này thì sẽ không được pigment cho lắm. Thế nhưng mà thực tế thì em này da mực rất là đều, ngòi bút thì cứng cáp, dễ kẻ và dễ vẽ được nét mảnh nữa. Là một cô gái có tâm thì mình sẽ test luôn độ đôi trôi của em ý cho mọi người xem. Nhìn đống eyeliner màu sắc này tự nhiên kiểu tràn đầy cảm hứng muốn vẽ thử cái gì đấy lên mặt ghê. Nhưng mà thôi, tay nghề của mình cũng có giới hạn. Sau khi kẻ xong tầm vài giây thì eyeliner này đã khô lại rồi, rất phù hợp với một đứa mí dầu như mình. Tạt nước các kiểu nhưng mà cũng không trôi. Đỉnh thế này mà giờ mới biết thì đúng là thiếu sót thật. Ok, giờ sẽ đến phần mình thích nhất trong video ngày hôm nay, đó chính là sắc son. Thì ngày hôm nay mình đã chọn ra một vài màu mình tâm đắc nhất để swatch cho mọi người xem. Ok, và cái tông màu đầu tiên mình chọn swatch là màu B724. Đây là cũng là cái màu son mình đang đánh trên môi bây giờ. Nó là một cái màu kiểu có hồng, có đỏ, có một chút xíu cam trên môi của mình và một chút đất nữa. Cái sắc độ của nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn đủ để làm khuôn mặt của mình nó bừng sáng lên hẳn ấy. Và mình cảm thấy như là cái màu son này nó như được tỏa sáng hơn nhờ cái chất son bóng ấy. Cảm giác như cái màu này nó là cái chất son bóng nhìn nó xinh hơn rất là nhiều so với là son lì. Nói chung là mình rất mê cái màu này. 10 điểm. Định kiến tiếp theo, nhà mình giàu. Không đâu các bạn ơi. Thật ra là mình nghĩ cái khái niệm giàu của mỗi người sẽ khác nhau. Như cá nhân mình thì mình chỉ nghĩ là mình có điều kiện một chút trong cái việc là mình cũng có đồ ăn ngon để ăn nè, quần áo đẹp để mặc nè, rồi là nhà đẹp để ở, rồi là thỉnh thoảng có tiền đi du lịch. Thì mình nghĩ là mình cũng có điều kiện một chút. Nhưng mà để mà gọi là giàu thì chắc là chưa. Như một người trẻ như mình thì mình vẫn đang trong quá trình là làm giàu cho bản thân, làm giàu về kiến thức, làm giàu kinh nghiệm, làm giàu vốn sống. Khi mà mình đã giàu cả ba cái thứ này rồi thì cái chuyện mà giàu tài sản nó chỉ là câu chuyện sau đấy thôi. Đấy, thế nên là hiện tại mình vẫn đang trong quá trình làm giàu chứ mình chưa có giàu nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ thử đến cái màu mình thích nhất trong cái bộ son lần này, đó chính là màu 708. Đây chắc chắn sẽ là màu son mình dùng nhiều nhất trong hè này. Một tông son MLBB nghiêng về cam nhiều hơn. Vì nước da của mình thì khá là vàng nên là mình đặc biệt hợp với những cái màu son như thế này. Dù make up đậm hay là liền mặt mộc thì vẫn rất là xinh. Độ bóng của Color Key mình thấy khá là vừa phải. Với độ bóng như thế này thì mình thấy là sẽ hợp để dùng hàng ngày hơn. Và mình có quay lại thêm cái phần stain của từng màu nữa. Nói chung là son màu gì thì sẽ stain màu đó, nên là mọi người yên tâm nhé. Mình luôn tự tin. Sai. Thật ra là về cơ bản thì mình cũng khá là hài lòng và khá là vui vẻ với thứ mình đang có rồi. Thế nhưng mà có một cái điều mà khiến mình cực kỳ không hài lòng và mình rất là tự ti về nó. Đấy chính là làn da dễ lên mụn của mình. Mình là một đứa rất là dễ lên mụn bởi vì cái nội tiết của mình nó không ổn ấy. Nhiều khi là mình chỉ cần thức đêm một chút, mình make up nhiều một chút thì là cái da của mình nó đã kiểu nổi rất nhiều mụn rồi. Và cái chuyện thức đêm ấy thì mình rất là khó tránh được bởi vì nhiều khi là cái khối lượng công việc nó quá là nhiều ấy. Và đôi khi là cái việc mà làm sáng tạo ấy thì ban đêm nó sẽ ra được nhiều ý tưởng hơn. Thế nên là mình cứ bị quay đi quay lại cái vòng lặp đấy và mãi không hết được mụn. Thế nhưng mà thôi, mình nghĩ là có mụn thì chữa,
cố gắng chữa thì nó sẽ hết thôi. Nên là cứ vui vẻ, lạc quan mà trị mụn, không phải gì phải buồn cả. Ok, màu son tiếp theo sẽ là màu B709. Cái này nó là một cái màu đỏ cháy khá là hay á mọi người. Kiểu cả cái răng của mình nó trắng bật tông lên luôn vì cái màu son này luôn đấy. Nice. Định kiến thứ tư, mình là một người yêu công việc hơn là tập trung vào chuyện tình yêu. Mình yêu công việc, đúng, vì giờ mình đang dành 80% thời gian của mình cho công việc. Nhưng mà gặp được người làm mình rung động thì mình cũng phải yêu chứ. Trời ơi, sao mà mình không yêu được. Mình cảm thấy là khi mà yêu vào thì con người ta sẽ trở nên đẹp hơn. Không chỉ đẹp hơn về vẻ bề ngoài mà còn đẹp hơn về tâm hồn nữa. Thế nên là tội gì mà không yêu nhỉ? Chỉ là thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình. Thế nên là mình phải dành thời gian cho công việc thôi, chứ cần gặp được là tới luôn. Ok, giờ mình sẽ đến với hai cái màu son mà mình thích nhất trong những cái màu son mà được đánh dấu chữ P này. Đó là màu B725 và B705. Màu 705 là một tông MLBB hồng pha chút cam, rất là hợp da châu Á chúng mình. Màu son tươi sáng cộng một chút độ bóng sẽ làm khuôn mặt chúng mình trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Độ bóng của Color Key sẽ giữ được tầm 2 đến 3 tiếng. Thoa lên môi cảm giác nhẹ tênh mà không hề bị dính như những son bóng khác. Mà màu càng đậm thì bám sẽ càng lâu hơn đấy nha. B725 là một tông đỏ hồng có pha chút đất rất là nhẹ. Lên môi mình thì màu son thiên đỏ nhiều hơn, nhưng mà swatch ra tay thì ánh hồng sẽ nhiều hơn. Màu này thì nhìn tươi tắn vừa phải. Bạn nào mà da ngăm muốn tìm một màu son nhẹ nhàng hàng ngày mà vẫn tôn da thì nên nghiến màu B725 này nhé. Định kiến thứ 5, mình sinh từ bé. Không đâu các bạn ơi. Mình đã nghe rất là nhiều câu chuyện bố mẹ mình kể cho mình hồi còn bé là mình là một em bé không được xinh xắn cho lắm. Và ngày đấy thì mình đã không xinh xắn rồi và mình còn hay cắt tóc con trai nữa. Thế nên là khi mà mình tham gia văn nghệ thì kiểu gì mình cũng phải giả trai đi mối với các bạn nữ. Thế nên là tính ra thì mình cũng là một trong những trường hợp dậy thì thành công đó mọi người. Thật đùa đấy. Giờ thì mình sẽ thử sang cái mã màu tiếp theo, đó là mã màu red. Và mình sẽ thử màu red 702 và red 705. Cái màu R702 này thì mình sẽ gọi nó là một cái tông đỏ trầm. Nó sẽ không có base hồng mà nó sẽ là base cam. Nên là bạn nào mà không thích base hồng thì mình nghĩ là màu này sẽ rất là phù hợp. Và nó một lần nữa làm da mình rất là trắng. Chị là bad girl ạ. Đúng, mình là bad girl. Test đến cây màu đỏ này của Color Key thì mình bắt đầu thấy khó khăn trong việc tẩy trang rồi đấy. Các bạn hãy cẩn thận với những tông đỏ của dòng này nhé, bởi vì độ bám của em ấy rất kinh khủng. Dùng tẩy trang chuyên dụng thì mới có thể đi hết được. Tuy nhiên, may mắn một cái là bạn này không làm khô môi của mình và độ bám màu sẽ từ tầm 6 đến 8 tiếng nha. Ok, màu son cuối cùng mang mã màu son là P723. Đây là một cái tông son hồng nhẹ nhàng, khá là xinh. Mỗi lúc chị thấy áp lực thì chị đều tự vượt qua một mình và không muốn tâm sự với ai. Đúng, mình sẽ rất thích tâm sự với bạn bè, mình rất thích nói chuyện với bạn bè, mình rất thích kiểu nói chuyện vui vẻ. Thế nhưng mà đối với những cái vấn đề mà khiến mình áp lực hay là kiểu trăn trở ấy thì thường là mình sẽ tự giải quyết cái vấn đề đấy và tự đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Mình cảm thấy như là mỗi người thì đều sẽ có rất là nhiều những cái loại áp lực khác nhau. Áp lực đồng trang lứa này, áp lực gia đình, áp lực từ bạn bè. Và đối với mình thì cái áp lực kinh khủng nhất thì nó là cái áp lực từ chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái người khó tính với mình. Chính bản thân mình là cái người mà mong muốn mình phải thì đạt được cái này, phải đạt được cái kia. Và nếu như mình không đạt được thì mình sẽ ngay lập tức cảm thấy như là mình thật là yếu đuối, mình thật là kém cỏi và mình thật là không đủ tốt. Thì mỗi khi mà mình gặp áp lực thì mình cần có cái khoảng thời gian ở một mình. Mình gọi cái thời gian đấy là thời gian để kết nối với chính bản thân mình. Khi mà mình có cái khoảng lặng đủ riêng tư thì mình sẽ có cái thời gian để mình suy nghĩ về cái vấn đề mình đang gặp phải, suy nghĩ về cái cảm xúc mà mình đang có hiện giờ, lý do của nó là gì, nguyên nhân của nó là ở đâu và mình có thể làm được gì để fix nó không. Thế nên là theo như bạn ấy nói là mình vượt qua một mình thì mình nghĩ là nó cũng khá đúng, bởi vì là mình thích cái cảm giác tự giải quyết cái vấn đề của mình hơn. Ok, vậy là vừa rồi mình đã trả lời hết tất cả những cái định kiến về bản thân mình cho mọi người biết. Hy vọng là sau video này chúng mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Và nếu như mọi người yêu quý mình thì đừng quên theo dõi mình trên các nền tảng như là Instagram, TikTok và cũng như là fanpage của mình nữa nhé. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để theo dõi video này của mình. Và mình chúc cho mọi người sẽ có một cái tuần mới làm việc thật là hiệu quả, vui vẻ và cũng như là thật nhiều năng lượng nhé. Ok, giờ thì bye bye.